Nhớ CEO, chào mừng các bạn quay trở lại kênh của mình. Và mình là Cổ Ca. Hôm nay mà các bạn cùng khám phá tập tiếp theo của Red Collar nha các bạn. Trên màn hình của bạn thì chính là tập 29 Red Collar, bình minh không hé rạn nha các bạn. Rồi mà các bạn cùng chưa ngửa qua phần ngoài của Red Collar tập 29 này. Và tập 29 này giống như cái tập trước các bạn, có quà nhưng mà không có siêu nha. Và trước khi mình tiến hành review chi tiết hơn và quà bên trong sẽ gồm có những gì với các bạn, đây là tập 29 chúng ta. Thì đối với tập 29 đây là tập lẻ, thì chúng ta sẽ được tặng kèm một quà tặng, đó chính là bóp kẹt. Đây bó kẹt này cũng là hình ảnh là cái ẹt về luôn các bạn. Đây bó kẹt hai mặt nha, có mặt sau khá là ma mị. Đây đối với câu chuyện này chúng ta sẽ được một cái bì rời bên ngoài này khá là xịn sò luôn. Mình thích cái dòng ký tự khổ phía sau các bạn, nhìn nó ma mị như thế nào đấy. Giá tiền vẫn là 25.000 nha các bạn, mua chiếc khấu thôi coi quanh quẩn 22-23.000 nha các bạn. Rồi mình để về sang bên. Đây là keo bên trong, việc keo bên trong là việc keo trắng đen, hoàn toàn hình trên giấy trắng đen nha các bạn. Và giấy này là giấy shop và không có trang màu nào hết. Bình minh không hé rạn sau khi đồng hóa thành công với ác ma Asta đã chém đôi ma hằng đang lâm le và cùng quân tiếp viện tấn công Ma Quốc. Trong khi ấy Nas đang phải một mình đương đầu với Riz và Nahamat, những ác ma lợi hại nhất. Vì sức mạnh của ác ma dồn vào chân tường, số phận của Nat sẽ ra sao? Đâu là quá khứ bí ẩn của Nat khiến cậu không phải tha thứ cho một tội ác tay trời? Rồi mời các bạn cùng chung ngữ, các bạn nhớ like, subscribe, chia sẻ và ủng hộ kênh giúp mình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.